Top 3 điểm đến check-in cực hot khi đến với Hàn Quốc. Nếu đang tìm kiếm những địa điểm siêu hot để check-in tại Hàn Quốc, thì Viettravel sẽ dẫn bạn đi chiêm ngưỡng những địa điểm nhất định không thể bỏ lỡ trong chuyến hành trình này. Mùa thu tại xứ sở Kim Chi luôn khiến bao người mê mẩn với cảnh sắc tuyệt đẹp và không khí trong lành. Cùng khám phá ngay 3 điểm đến cực chất, nơi bạn không chỉ tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên mà còn mang đến cả một kho tàng ảnh siêu lung linh nha. Vườn Bách Thảo Hoa Đam. Vườn Bách Thảo Hoa Đam là điểm đến siêu hot cho những ai yêu thiên nhiên và cảnh sắc mùa thu. Với hệ thống xe điện trên không, bạn sẽ được lơ lửng giữa bầu trời thu rực rỡ, ngắm nhìn sắc vàng, sắc đỏ ngập tràn khắp nơi. Không khí xe lạnh kết hợp với cảnh sắc thiên nhiên đẹp như mơ chắc chắn sẽ làm bạn siêu lòng. Làng cổ Bức Tranh Hanok. Làng cổ Bức Tranh Hanok vào mùa thu như một thước phim điện ảnh với những con hẻm nhỏ được phủ đầy lá vàng rơi. Hanok được xây dựng theo phong cách Jagon, tức là mượn cảnh sắc thiên nhiên để giữ lại trong lòng bạn cảm giác lưu luyến khó rời. Các ngôi nhà Hanok vừa có nét cổ điển, vừa mang chút lãng mạn. Đây chính là nơi để bạn hòa mình vào cảnh sắc và văn hóa Hàn Quốc, đắm mình tận hưởng sự lãng mạn của đất trời. Garden of Morning Camp. Đến với Garden of Morning Camp, bạn sẽ đắm chìm trong bức tranh mùa thu huyền ảo với sắc vàng, cam, đỏ ngập tràn khắp lối đi. Khu vườn được thiết kế tinh tế, mang đậm hơi thở Hàn Quốc, tạo cảm giác yên bình và tươi mới. Cảnh sắc lãng mạn và nên thơ này chắc chắn sẽ làm bạn phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mời bạn khám phá hành trình Hàn Quốc, Seoul, đảo Nam-bi, vườn Bách Thảo Hoa Đam, làng cổ Bức Tranh Hanok, pháo đài Suwon Hoa Son, trải nghiệm mặc hanbok tại cung điện 5 ngày 4 đêm, giá từ 15.990.000 đồng. Đăng ký ngay tại travel.com.vn.